Trong năm 2018, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng các thành viên tiếp tục vận động tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trong tiêu dùng, ưu tiên dùng hàng có xuất xứ từ Việt Nam. Mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức lồng ghép tuyên truyền hơn 5.400 cuộc về ý nghĩa của việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức cho 44 doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hàng Việt, đưa 7 chuyến hàng Việt về nông thôn hội nông dân các cấp vận động cán bộ hội viên dần thay đổi tập quán thói quen mua sắm liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền lực lượng công nhân lao động tại các khu công nghiệp ưu tiên mua sắm hàng việt sở công thương phối hợp với các ngành liên quan xây dựng các mô hình thí điểm về điểm bán hàng việt thực hiện chương trình nhận dạng hàng việt tổ chức nhiều hội trợ triển lãm có hàng trăm gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp việt nam tham gia trưng bày mua bán hàng việt từ các hoạt động trên đã góp phần phân phối hàng hóa có chất lượng do Việt Nam sản xuất đến tận tay người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng biên giới, dần nâng cao ý thức ưu tiên sử dụng hàng Việt của nhân dân.